đi dầm ba ghe đi rất là dữ luôn cả nhà. Dạ đúng rồi, đợi nói chung là ghe thì ghe mới gần câu rồi cũng đã ok rồi đó cả nhà. Mới mà làm sao mình thua cũ được không? Tại anh em hợp sức cho nên là đây anh em cùng kết tay nhau để mình sẽ nâng chiếc ghe lên cái nha. Rồi chuẩn bị nha cả nhà ha. Đó đặt nói giờ làm lễ hạ thủy ghe tiếng thấy chỗ cành đàn có cái giống như là cái trình diễn múa của chú cũng rất là hay ha cả nhà ha, rất là đẹp luôn, chú múa rất là đẹp. Đây bây giờ tới sẽ sư vô tụng kinh, tụng kinh chỗ này nè. Sư vô tụng kinh cả nhà, tụng kinh chắc mà đợi ghe ra là đi luôn á, mình sẽ đi thử tốc độ luôn, đã lên mặc màu áo trang phục đồ sẵn hết rồi à, cho anh em đi luôn, đi ra xong luôn đi thử tốc độ luôn ha. À, thì cũng đang để sư lại tụng kinh để gãi nước bông cho các anh em vận động viên cái nha. À, cho anh em vận động viên ngồi xuống hết ha để sư tụng. Sư tụng sau đó sẽ đi gãi ba gãi nước bông ha cho các anh em. Sư Nam Mô A Di Đà Phật.